Vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video của DC ngày hôm nay. Thì hôm nay DC sẽ quay trở lại để chia sẻ với mọi người cái cách guắc bóng trên bề mặt sơn xe. Thì guắc bóng nó sẽ có rất nhiều các phương pháp guắc bóng khác nhau. Có anh em thì lại sử dụng guắc sáp, nó sẽ có độ chuyên sâu và độ bóng sơn đẹp hơn rất là nhiều. Có anh em muốn guắc nhanh thì anh em có thể sử dụng guắc nước. Và anh em có thể sử dụng những cái guắc dạng gel như này. Thì mọi người khi guắc sáp này, guắc dạng nước hoặc là guắc gel, anh em đều có thể sử dụng bằng miếng guắc chuyên dụng này được. Thì bây giờ mời anh em cùng mình guắc gel lên trên bề mặt sơn xe nhé. Thì cái cách làm thì nó sẽ là cái guắc bóng, nó sẽ có những loại dung dịch khác nhau thôi. Thì mọi người có thể cho trực tiếp những cái guắc bóng này lên trên bề mặt sơn xe, được chưa? Mọi người chấm đều ra, đó, chấm đều ra. Đó, xong anh em có thể sử dụng cái miếng guắc bóng này, anh em xoáy tròn này, xoáy tròn trên bề mặt sơn anh em cần guắc này. Cái miếng guắc này nó sẽ là cái miếng để anh em sử dụng rất là thuận tiện. Anh em thoa đều hết cho mình nhé. Sau khi anh em guắc đều cái dung dịch lên bề mặt rồi, bây giờ anh em sẽ sử dụng cái khăn microfiber, anh em lau hết cái lượng khác vào trên bề mặt đi nhé. Khi anh em guắc bóng này thì anh em nên sử dụng những chiếc khăn microfiber chuyên dụng nhé, đừng dùng những cái khăn sợi cốt tông, nó sẽ không đảm bảo cho anh em được. Vừa rồi mình cũng có vừa guắc bóng lên trên bề mặt lắp cabo, cái phần guắc bóng lên bề mặt sơn xe. Thì bây giờ mời anh em cùng cảm nhận với mình này. Thì khi anh em nhìn trên clip thì nó sẽ không có độ rõ nét được nhiều lắm, nhưng khi anh em guắc bóng lên bề mặt sơn xe như này nó sẽ có tác dụng gì? Thứ nhất là luôn luôn giữ cái bề mặt sơn xe anh em có độ bóng sâu hơn và nhìn nó sẽ có sự long lanh hơn rất là nhiều so với những bề mặt sơn anh em không được dưỡng và không được guắc bóng lên bề mặt. Cái thứ hai là khi guắc bóng lên nó có tác dụng rất nhiều cho anh em. Thứ nhất là gì? Cái bề mặt sơn của anh em nó sẽ không bị ăn mòn trực tiếp ở bề mặt sơn do cái nước mưa hoặc là do những phân chim hoặc là những cái nhựa cây hoặc là xác côn trùng buổi chiều anh em đi nó sẽ bám trên bề mặt, thì khi em quay vào rửa xe nó sẽ sạch rất là nhanh, nó không bám chết bề mặt. Cái thứ hai là đối với xe của anh em mà bị xước quầng nhẹ thì cái guắc bóng này nó sẽ xóa được toàn bộ những cái xước quầng nhẹ trên bề mặt sơn cho anh em, bề mặt sơn xe cho anh em. Tại vì trong cái lớp guắc bóng nó sẽ có những thành phần nhũ tương để làm bóng bề mặt sơn xe và có những cái polymer để nó xóa được xước mờ trên bề mặt sơn xe của anh em. Thì vừa rồi mình cũng có vừa giới thiệu anh em cái quy trình về guắc bóng trên bề mặt sơn xe. Thì anh em nếu đang có nhu cầu muốn mình tư vấn hỗ trợ, anh em có thể comment trực tiếp bên dưới hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho mình để mình tư vấn hỗ trợ cho em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em video sau.